Đầu tiên, doanh nghiệp có những căn bệnh như vậy, đúng không? Căn bệnh là gì? Nhân viên thụ động, vô kỷ luật, không chịu học hỏi, không chịu đổi mới sáng tạo, đúng không? Và mọi cái giải pháp, vấn đề trong doanh nghiệp đưa ra thì đều đến từ sếp, còn nhân viên thì không khả năng đưa ra, đúng không? Và sếp ngồi ở công ty thì công việc trôi, sếp không ngồi công ty thì công việc không trôi, các phần vòng phòng ban thì hoạt động rời rạc và đổ lỗi cho nhau, thiếu tính trách nhiệm. Đấy, thì đấy là cái vấn đề đầu tiên là tuyển người sai đã. Và tuyển người sai là gì? Sếp thiếu kiến thức về nhân sự. Như thứ hai là gì? Không định nghĩa được một văn hóa doanh nghiệp rõ ràng. Đấy, thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là doanh nghiệp thiếu, mình dùng một từ gọi là văn hóa, một cái văn hóa gọi là tuyển dụng và đào tạo lương chuẩn liên tục, hay nói cái khác là một cái văn hóa gì ạ, là học tập đổi mới sáng tạo không có điểm dừng. Đấy, trong kinh doanh có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là mọi thứ luôn thay đổi. Đấy, và mình hay hỏi một câu rất là căn bản về những cái người mà làm việc gọi là nhân sự làm việc hiệu quả nhất, cam kết nhất, mình hay gọi là ba câu hỏi cốt tử về nhân sự. Mình xin nhắc lại phần này. Khi mình nhìn vào tất cả các phòng ban này, nhìn vào các đội nhóm này, nhìn vào toàn bộ doanh nghiệp của mình, thì câu hỏi số 1 là gì? Có phải hầu hết những nhân sự làm việc hiệu quả nhất, cam kết nhất và lâu bền nhất, có phải hầu hết họ là những nhân sự được đào tạo đi lên từ bên trong nội bộ hay không? Nếu câu 1 là đúng, thì câu hỏi số 2 là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu như doanh nghiệp không có một văn hóa đào tạo phát triển nhân tài từ bên trong? Thì doanh nghiệp sẽ không có đủ người để duy trì bộ máy kinh doanh hiện tại, chứ đừng nói đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Và câu hỏi số 3 là gì? Ai là người chịu trách nhiệm tạo ra cái văn hóa học tập và đào tạo liên tục như vậy? Hay nói khác là một văn hóa học tập đổi mới sáng tạo không ngừng. Ai là người chịu trách nhiệm tạo ra cái văn hóa đó? Đấy. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp không có một cái văn hóa là học tập đổi mới sáng tạo không ngừng? Thì đấy là một cái nét văn hóa. Mình lấy một cái ví dụ khác, về một cái liên quan đến gọi là nhân viên ấy, chỉ có tập trung vào chốt đơn thôi. Sau đó là cái mẹ khách hàng ấy, bỏ lơ khách hàng. Doanh nghiệp tốn rất nhiều tiền để gì ạ? Để làm thương hiệu này, để chạy quảng cáo này, tiền cho sale marketing. Đấy, tóm lại là tiền cho sale marketing và rất nhiều các loại chi phí khác nữa. Và để có được một khách hàng, nhưng mà nhân viên chỉ chăm chăm chốt đơn khách hàng thôi, và sau đó kệ khách hàng, không hề có khâu chăm sóc trước bán, và cái khâu làm trải nghiệm khách hàng rất là tệ. Tại sao doanh nghiệp lại có một vấn đề như vậy, đúng không? Khi một cái vấn đề mà nhân viên chỉ chăm chăm chốt đơn và bỏ quên khách hàng như vậy, thì doanh nghiệp sẽ mãi mãi phải phụ thuộc vào cái nguồn khách hàng gì ạ? Khách hàng mới. Và một doanh nghiệp lúc nào cũng phụ thuộc vào nguồn khách hàng mới, thì doanh nghiệp chắc chắn là doanh nghiệp không bền vững. Đó. Bởi vì doanh nghiệp gì ạ? Thứ nhất là doanh nghiệp thiếu một cái văn hóa là tập trung vào khách hàng. Và từ cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ phải tuyển được những người gì ạ? Những người chủ chốt, cái nhóm core team đấy, cái đội nhóm chủ chốt để gì ạ? Để xây dựng lên một cái văn hóa tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Và thiết kế từ cái văn hóa đấy mới thiết kế lên quy trình, mới đưa công nghệ vào để tự động hóa để chúng ta tập trung vào trải nghiệm khách hàng. Thì nói chung là gì ạ? Cái văn hóa này phải được gì ạ? Phải được truyền thông, phải được đào tạo, và phải được gì ạ? Và phải được duy trì và phát triển liên tục bên trong doanh nghiệp. Đấy, thì mình nói những cái căn bệnh căn bản của doanh nghiệp. Đấy, thì ví dụ doanh nghiệp muốn giải quyết được những vấn đề đấy thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải xây dựng văn hóa. Mà xây dựng văn hóa là gì? Bằng cách gì ạ? Lãnh đạo hiểu mình và đưa ra được những cái giá trị cốt lõi một cách cụ thể rõ ràng. Mình xin nhắc lại những là doanh nghiệp nào cũng có văn hóa, nhưng mà quan trọng ấy, là cái văn hóa đấy nó có tạo giá trị cho gì ạ? Cho khách hàng không? Cho nhân viên không? Cho công ty không? Cho đối tác và nhà đầu tư hay không? Cho cộng đồng hay không?